Hả? Ok đúng rồi. Hello và xin tất cả mọi người đến với kênh của mình là Min đây. Thì chúng ta lại quay trở lại với tựa game Blood Wood nha, đúng không? Thì game bữa giờ không update luôn à, nên là không có content để mình quay nhiều, nhưng mà hôm nay chúng ta lại có content là chúng ta sẽ đi săn bằng cây đẳng đánh gờ này nha, đúng không? Là trong những loại vũ khí phải gọi là hồi xưa khá là hiếm, như là đánh một con Gip NG phải 4 tiếng đến một lần, đúng không? Mà đánh tỷ lệ đó nó khá là hấp để gớt được cái cây kiếm này ấy. Nhưng mà bây giờ thì chắc là nó sẽ không hiếm nữa, tại vì game cũng lâu rồi đúng không ạ, nên là hiện tại chắc cũng nhiều người có rồi. Nhưng mà được một cái là dù nó có hiếm hay không thì vẫn đéo ai chơi cây này, tại vì cái độ khó nó chơi cây này khá là cao đúng không, do là phải am chuẩn ấy. Thì nó cũng giống như nó am cũng gần gần như là cây Spike Chidden ấy, nhưng mà cái đường bay nó hơi chậm hơn xíu, nhưng mà nói chung là nó không ngon bằng những cây kiếm hiện tại không, như là Yugu và CDK hiện tại thì đang khá là ngon, ai đâu chơi cái này làm cái gì đúng không à. Mà nói chung là tôi là một fan của MHC là tôi vẫn thích chơi nha, đúng không? Ok thì tôi mới vô reset start nha, đúng không? Hồi nãy tôi quên reset start đúng không ạ? Đấy. Đấy mà ông có muốn dịch vụ các thứ gì vào phần comment của tớ nha. Có thằng nào kìa. Ok kìa kìa. Vô reset start xong luôn ngon. Bạn ơi. Hey. Ấy mà phải không, am nó hơi khó khó xíu đúng không, mà nói chung là mong chơi quen thì chơi được thôi. Tôi chơi ổn á, cái này thì tôi chơi ổn tại vì tôi quay clip bằng cái này cũng khá là nhiều rồi đấy đúng không, nên là tôi cũng biết cái đường bay của nó như thế nào đúng không. Xuống nè 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 nè, đi tóc giật giật này phải không. Trời, phải edit cái đoạn này giật giật. Ê đi tấp tấp giật giật cái đoạn này. Rồi pha đó đỉnh cao, quay mặt là đỉnh cao đúng không? Ê đi giật giật thì quá đã rồi. Ok đổi server luôn nha, đúng không? Mình đổi server mình làm tí không ạ. Hôm nay chúng ta mong là sẽ có một ngày đi chơi bùng nổ. Rồi. Tôi mẹ tôi tưởng đâu. Bây giờ tôi quay tôi chưa bật mic chứ. Gì 72M cái gì á. Ai. Không có ai hết vậy. Gì mới vô gì vậy? Gì vậy? Thằng này xài trái báo hay gì chạy dữ vậy? Đây tụ tập dưới đây nè. Ôi còn mấy ông level mấy trăm không à. Chết cơm thiệt chứ. Không sao không sao. Sao cả. Ôi nhưng mà cái cây này mạnh. Mạnh á. Rồi cái là mong phải biết chơi nó mới mạnh. Cây nào cũng vậy hơn. Hay một hóa luôn, từ bình tĩnh lại. Ui vẫn là bao, thằng này cũng bao tò luôn à nè. Rén à, rén nè, rén rén luôn à. Bình thường tàng hình là nó phải ám sát mình, mà thằng này tàng hình xong nó chạy đúng không. Ủa, ba này rén thiệt hả. Nè nè không sao nè. Ui từ thằng này nó rén thiệt đúng không à? Tôi tưởng thằng này rén rén giả. Ai vậy, thằng này đi kén thiệt, nó rén thiệt, nó rén thiệt quá, thằng này nó rén thiệt. Rồi từ đợi nó hết cái đó cái này nè. Ây da hụt luôn, lau quá hỏng chơi block vút đúng không à? Đúng không? Hiểu không ơi? Chắc tay leo quá, mình phải chùa đường để nó tay leo mình bắt nó được đúng không? Thằng này đi chậm quá vậy ta? Rồi. Kìa. Ủa nó lại nó phải bay xuống chứ. Sao pha đó nó lại bị bay bay lên trời ta? Lạ. Le đi bạn, ừ ta le. Ủa. Le. Trời ơi, nó chạy mất tiêu rồi. Bị cận nó bắt cái kia là nó chạy mất tiêu. Thôi mới ăn hiếp thằng nào hiểu không. Buông rồi. Mình không lên B4 nha, mong chừng nào nó lên thì mình lên nha. Ở đâu rồi. Trời ơi bắn hụt nữa anh Min. Dạ dạ cút 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 cút. Nó đi chậm rồi đúng không? Nó đi chậm rồi. Cái
Đây thằng này thiệt chứ ta, nó chạy hoài. Mày. Ui nó vẫn né được kìa. Thằng này nó chạy hoài, cay dữ ta. Đánh đi. Lên V4 rồi các thứ rồi. Ừ. Trời mẹ. Né đi. Vẫn nhảy được kìa. Trời ơi sao sao nó gà dữ vậy ta, không sao. Bắt mẹ chiêu rồi. Đâu rồi, nó đâu rồi. Né đi. Ôi kìa. Né đi. Rồi. Thôi. Thôi mẹ, đừng chạy nữa. Cay thế giờ. Nó chạy đâu nữa rồi. Rồi. Mày chạy hả? Mày chạy ở đây. Mày chạy ở đây. Thôi cọc. Chổi đâu nó chơi chạy không? Này 77, 78, nó còn 77 không à. Chơi mà rinh. Chơi game mà rinh. Ok, tôi gần đùm với nhau không thề, căng thẳng vậy. Tại phút. Riêu à, riêu. Chết mẹ ơi. Chửi nó, lỡ chửi rồi. Ủa sao có ông nội nào vô server? À, ông Gip vô go, ông mới vô server kìa. Đây. Ôi. Má sao chạy nhanh chứ vậy? Ôi. Chạy từ từ thôi, vô go. Ủa không phải vô go. Gip vô go là cái ông GG. Mày chắc tắt BB rồi. Hả? Hả? Hả từ từ. Cái gì vậy? 1000 binh má ơi. À tin nè, ok. Thì trời, tôi sẵn tôi chụp tấm hình giống luôn nha, không? Ui, vừa chụp hình xong thì có đẹp rồi tôi đi nhặt luôn. Hướng bên này, hướng nhà máy hả? Ờ, giờ là ở ngoài góc bên đây rồi. Ôi, mà đi chậm vãi cứt, chạy không lại ổng. Ủa, bên này. Cái báo hả? Ê, trái ơi, cái khác quá. Ôi, thổi server không ơi. Ôi, nhưng mà trận nãy cũng bùng lỗ quá chứ. Nhưng mà được cái là ổng chạy quá. Đánh với mình luôn thì ngon quá. Ổng chạy quá. Messi à? À, Milet chứ không Messi đúng không? Ủa, quýnh lộ. Ê, binh cao nha, từ binh hơi cao. Binh em hơi cao ấy. Ủa sao binh cao dữ vậy ta? Sao né? Ây da, binh cao quá bắn hụt rồi. Ok, binh cao mình vẫn ăn được là ok đúng không? Trời ok, sẵn rồi chơi binh cao luôn nha đúng không? Hả? Từ từ. Nó về 4 đúng không ạ? Lắc quá không thấy được cái dòng của nó luôn. Binh cao quá. Ủa sao tự nhiên binh cao dữ vậy ta? Rồi. Hết cú luôn. Kệ, chơi mày luôn. Ông mày luôn. Hả? Là sao nữa? Ôi, đừng có ăn mạng của tôi mẹ. Rồi nó ăn rồi đúng không? Bên cao quá, bấm nó bị delay quá không ạ. Ok, quýnh cái này luôn nha không? Chơi bên cao đó luôn nha. Thằng này VV4 nè, thằng này V4 thiên thần nè đúng không? À hay, rồi
vô cái phơm. Ủa đâu rồi? Thằng sắp sắp ơ bị ăn rồi. Trời ơi, binh keo quá. Trời. Cứu tớ. Thằng hiện hận quá, thằng hiện hận nó sắp chết rồi. Hey. Tốt. Thôi, nó bay vô, trời bay. Chiếc mèn này cũng được. Hả? Sao hút tôi vậy? Con nào ở dưới rồi đúng không? Trời ơi, hụt luôn mà. Ơi. Ôi dù dù. Chết không, chết không. Chíp 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 chíp. Đâm. Hả? Sao trúng được vậy? Là sao? Là sao? Vụ gì nó vậy? Sao sao tôi bắn sao ghi ra trúng nó vậy? Trời ơi, đây là đẳng cấp nhìn trước tương lai sao? Đây là đẳng cấp nhìn trước tương lai đúng không? Chỉ có thể là đẳng cấp nhìn trước tương lai đúng không? Đâu rồi? Lắc quá. Lắc quá. Trời ơi, cú ẹt của mẹ. Bún này ngon hơn. Sa. Ủa gì là hụt quá hả? À, không á, nó lại trúng đấy. Thôi, thôi. Thôi bị két rồi, cay thế nhờ. Ở dưới đây là thế nào cũng trúng rồi không? Bị cay thế ta, lắc quá ke bị nó két hết luôn. Trời má quýnh ông. Ông tôi biến máu rồi luôn. Ồ, rồi. Bắn lên đây là thế nào cũng trúng. Thấy trúng ngay không? Ôi mà sao trúng thằng Mochi vậy? Sợ quýnh thằng Mochi sao thằng kia nó chạy lại nó két nữa. Trời ơi. Trúng bé nào vậy? Bé này xài bó tồ, sợ gột không không. Sợ gột không được á mấy ông. Bắn cái này cái đi. Rồi ok, chứ đồ bé này là ngon rồi đúng không? Rồi cái bé này cứ quýnh mình hoài ta. Rồi, quýnh không? Quýnh thì... Ừ, mày gỡ xuống mày vô luôn, tới lượt tao. Ây da, ê, đau, đau, giỡn, 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 đau á. Nhưng mà lắc quá. Ôi, cứu mày, lắc quá. Chạy, lắc quá, mày qua đây. Này chịu, lắc quá. Vô lắc quá ơi. Lắc quá nó giết mình á, nó chụp hình nó up lên mạng á. Ú chạy. À, cái gì vậy? Có gâu đen. Ôi nghỉ. Ôi, thế là clip mình cũng tại đây bao chúng ông ngửa mà tụi gặp lại không? Lắc quá ơi. Từ từ còn quýnh lộn, còn quýnh lộn. Nhảy, nhảy đi, sao không nhảy? Hả? À. Cái trắng nào mày có bật BB ấy. Thôi, nghỉ em không ơi. Kì có bật BB mà, à, không không. Thôi ăn hiếp con lít cái rồi mình nghỉ. Sao? Ok, bye bye đâu, tụi hẹn lại nhau. Bye bye, mong. Có gì đó thì bấm vào link comment dưới phần mô tả nha mong. Bye bye mong, bye bye.